Cây hôm Martino xin kính chào gia đình đang xem và quan tâm đến mẫu quan tài an táng gỗ hương kiểu Đài Loan của chúng tôi. Và hiện diện trước gia đình là sản phẩm quan tài an táng gỗ hương cao cấp dành cho người Công giáo. Gỗ hương là loại danh mộc nhóm 1 với rất nhiều ưu điểm như vân gỗ nhuyễn rất đỉnh và màu sắc tự nhiên, sang trọng, đẳng cấp, chịu nắng mưa và thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, tính chất gỗ hương tiết ra mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Vì thế, đây là loại gỗ được ứng dụng nhiều trong các mặt hàng mang tính tâm linh như bàn thờ, án hương, quy môn. Với kích thước tổng thể, chiều dài 2m05, chiều rộng 76cm, chiều cao 105cm, sở hữu hình dáng lớn, uy nghi và đặc điểm là nắp có dạng 3 múi xếp hình bậc thang. Đây được gọi là kiểu quan tài Đài Loan. Nhìn vào sản phẩm, gia đình có thể thấy sự đẳng cấp khác biệt từ vân gỗ mà những loại khác không có được. Đi cùng lớp BU cao cấp, sáng bóng, mang đến một sản phẩm có giá trị xứng đáng và chất lượng. Bên cạnh đó, các chi tiết phù điêu thánh giá, tiệc ly được cho chuốt sắc nét, tỉ mỉ, làm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của sản phẩm. Bên trong sản phẩm này được trang bị lớp kính mica với mục đích nhìn ngắm thi hài người thân hoặc chờ thân nhân từ xa chưa về kịp. Lớp nhung được làm từ chất liệu vải cao cấp, lót từ phía trong quan tài sẽ làm cho gia đình an tâm và hài lòng về sản phẩm của chúng tôi. Hơn nữa, gỗ hương gặp điều kiện ẩm ướt sẽ tiết ra tinh dầu màu xanh chè làm trắng xương cốt. Đó là lý do đặc biệt mà chỉ gỗ hương mới có, nên hiện nay gỗ hương rất hiếm và không còn nhiều. Nếu như gia đình thật sự mong muốn lựa chọn một sản phẩm tốt cho người thân của mình, thì với những lợi ích về giá trị tâm linh mà quan tài gỗ hương mang lại, chắc chắn sẽ làm hài lòng tuyệt đối gia đình. Xin lưu ý, gỗ hương thật sự hiện nay rất hiếm, vì thế tránh bị mua lầm và trục lợi bất chính. Gia đình có những cách nhận biết đơn giản như sau. Thứ nhất, ngửi sẽ có mùi hương gỗ nhẹ tự nhiên. Thứ hai, lấy một đoạn nhỏ ngâm nước. Sau 5 phút, nước sẽ chuyển sang màu xanh chè, thì đó là gỗ hương xịn Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện nay có rất nhiều loại gỗ hương nhập khẩu Nam Phi giá rẻ, chất gỗ xốp, nhẹ, không có tính chất mùi thơm và màu như trại hầm Martino chia sẻ. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để được tư vấn tận tâm. Và cuối cùng, thay mặt đội ngũ Martino, xin chân thành cảm ơn gia đình đã xem và quan tâm đến dịch vụ tang lễ của chúng tôi.